Hello, xin mình chào tất cả anh em. Hôm nay bên loa rời Tùng Nguyễn xin set một combo hàng chất lượng để lắp full blown bass 30, có cấu hình các anh nghe nhạc và karaoke rất tuyệt vời. Thì hôm nay thì em cũng làm một cái tiêu đề nói phép để gọi là tạo cái xì găng đan để cho các bác tập trung để ý vào cái video của em thôi. Còn hôm nay thì em có giới thiệu một số sản phẩm, đó là dòng bass thép của LG mà vừa về của cửa hàng. Thì các bác biết rồi, cái dòng LG mà chính hãng của các cái mẫu như thế này thì nó cực kỳ chất lượng. Và hôm nay thì em có để ra một chiếc vỏ thùng và để tạo là các bác có thể là hình dung ra được cái bộ sản phẩm này nó nắp vào cái loa gì. Đấy. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn chào bốn bác đang xem. Các bác xem livestream thấy bát tép của em đẹp, đẳng cấp, các bác ủng hộ em bằng một like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm của bên em. Về các bác có thể là đăng ký xem cho vui, hoặc các bác có nhu cầu về thiết bị âm thanh đăng ký để tham khảo giá và tham khảo thiết bị của nhà em. Và hôm nay thì em chào anh Phạm Thành, em có lên một combo để trực tiếp như này với kênh bên loa rời Tùng Nguyễn để anh em tiếp cận em, có điều gì thắc mắc hỏi em sẽ trả lời trực tiếp và tư vấn. Đây là một bộ sản phẩm hàng chính hãng của công ty LG. Các bác nhìn cái bát và cái phân tần và cái tép của nó nhìn rất là giá trị cao. Và đôi loa này em đang nhân giá lên, nó rơi vào tầm 6 triệu rưỡi một đôi, là khi em đang dựng xong rồi. Và với cái tầm giá 6 triệu rưỡi, nó đúng là nó vào cái tầm phân khúc là cái tầm đôi loa neo mà tầm giá trung trung, không phải là neo cao cấp, mà các bác đang được sử dụng một đôi loa cực kỳ chất lượng. Nhà em có nhiều các cái mẫu vỏ thùng, ví dụ như vỏ thùng DK, vỏ thùng 6012 thì nó sẽ khác mẫu nhau, còn đâu cái bát tép thì nó sẽ như nhau. Và cửa hàng nhà em là cửa hàng bán loa bát rời, và em sẽ lên các bác cho các bác một bộ combo để các bác sử dụng với các cấu hình chất lượng. Thì hôm nay thì em giới thiệu cho các bác kỹ đến các sản phẩm. Vâng, em chào anh Minh Sơn nhé, em chào anh Phạt Mai. Các bác nhớ like và chia sẻ ủng hộ em nhé. Đầu tiên là riêng các bác đến với kênh loa rời Tùng Nguyễn, các bác bấm đăng ký kênh, các bác sẽ được nghe giá lỗ giá to như bom các bác nhé. Kênh của em là kênh mới nên em muốn tạo uy tín của kênh rất là nhiều, nên các bác ủng hộ em bằng một lượt đăng ký kênh. Nhà em thích các thiết bị của nhà âm thanh của nhà em không phải nói phét, nhà em rơi vào tầm 400-500 mẫu, các mẫu tép và mẫu bát nhà em không phải làm số lượng ít và rất là nhiều các thể loại khác nhau. Đấy, trước trên tay của em đang cầm là một chiếc tép của LG Lưu Return trở kháng 8 ohm. Đấy, công suất thì nó in trên đây là 40W. Cốc của con này các bác nghe nhá, nó là kim loại các bác nhá. Đấy, em không phải cốc nhôm, không phải là sắt xiếc gì cả, kim loại. Bình thường các mẫu khác nó là nhựa đúng không ạ? Các bác nhìn cái nắp củ tép ạ, nhìn cái nắp cái củ tép ạ, cái hình thù của cái nắp này ạ, nhìn nó rất là khỏe và nó rất là hầm hố. Dòng tép này chạm nhún bằng đồng, lực tiếp xúc rất là chuẩn, không bao giờ sợ bị mau ve. Và từ 120-4, các bác nhìn thấy cái lước từ và cái lước bích này rất xịn này. Từ viên từ của nó rất là dày, viên từ rất dày. Đôi tép này nó bằng một đôi tép neo rẻ nha các bác nhá. Đôi bát này cũng bằng một đôi bát neo hàng bình dân. Đấy, loa so cái giá thành bằng loa rời nhá. Đôi tép này bên em đang cung cấp với giá 1,2 triệu một đôi. Và các bác sử dụng đôi tép này nó bằng một đôi tép neo rẻ. Nhưng mà em khẳng định một điều luôn, cái thằng tép neo rẻ thì sách dép cho cái thằng tép titan mà của thằng LG này luôn. Và thằng LG này các bác biết cái đẳng cấp của nó trên thị trường thì em không biết những cửa hàng nào bán các cái loại nào, nhưng mà cái mẫu tép LG này rất ít khi cửa hàng nào dám nhập về vì cái giá nó cao quá các bác. Nhập khi nhiều khi cao quá, bây giờ nhập cao quá, bây giờ về không bán được, nó tồn kho, ai dám nhập về đúng không các bác? Làm ăn nó phải tính toán, nó phải bán được hay không thì mình nhập về chứ. Chứ có phải là cứ nhập về ú ạ mà xong được đâu. Đấy. Anh Đạt Thành, anh có nhậu không? Em mua mồi có anh ạ. Bộ con sản phẩm này là tối qua em định live stream, nhưng mà tối qua đi có bạn bè đi rủ đi uống bia nhưng nóng quá, thế là không live stream được vào buổi tối. Sáng nay phải làm ngay thật luôn. Đấy. Và tiếp tục là em review đến các bác nha. Đây là bộ sản phẩm là lắp full đơn để cho anh em vừa nghe nhạc và karaoke. Còn đây là một cặp bát này, các bác nhìn cái cặp bát của nó này. Đấy. Cặp bát này khi em đang cầm như này nó rất là nặng, nhưng em vẫn phải cố gắng để cho các bác không đến được cửa hàng loa rời Tùng Nguyễn vẫn có thể tiếp cận đến sản phẩm của em. Hình ảnh nó thực tế, không phải úp mở với cả bà con nào cả. Đấy. Đây là sản phẩm
LR Lưu Return, công suất là 300W trên trở kháng 8 ohm và model của nó là 12VFF336. Cái hàng LR này nó có rất là nhiều loại các bác nhá. Nhưng nó sẽ có các cái sản phẩm mã như này. Kể cả bọn em đặt hàng cũng thế. Bên Trung Quốc gửi ảnh về, mình chỉ gửi nhìn hình ảnh, mình kết cái cặp nào thôi. Và mình sẽ xem cái thông số và cái mã của nó để mình đặt hàng thôi. Chứ cứ bảo bát 30NR thì không biết là bát loại nào đâu. Đấy, thế nên là khi các bác đặt hàng thì cũng phải đặt của nhà em. Nhà em có 30NR mà 350W thì nó rơi vào 1.8 triệu thôi. Nhưng cặp bát mà em đang cầm ở trên tay đây, em nói luôn là nó bằng một cặp loa neo, bằng một cặp bát neo. Cặp bát này em đang bao ship rời là 2.8 triệu một cặp. Đấy các bác nhá. Các bác đến cửa hàng thì mua nó rẻ hơn. Và linh kiện của nó các bác nhìn này. Đặc điểm cái bích kẹp T và kẹp lỗ này. Nhiều anh em bán loa rời không biết là cái bát đắt, cái bát rẻ nó ở chỗ nào đâu. Chỉ biết là giới thiệu là tầm này tiền là nó ok thôi. Nhưng mà đến với Tùng Nguyễn ý, thông số của bát em nắm rất là chắc chắn nên các bác yên tâm. Cái bích lỗ và cái kẹp lỗ ở đây nó rất là dày nên nó cho cái củ bát nó rất là nặng là một. Thứ hai là bích lỗ và kẹp lỗ nó dày, nó cho ra cái tiếng giải tiếng hay. Cái màng ở đây nó rất là sần sùi, các bác nhìn cái màng nó đẹp không ạ? Màng này có rất là nhiều sợi bông thủy tinh khi em xoay flash. Đấy, sáng nay em cũng vừa làm video ở bên kênh Tùng Nguyễn rồi. Thì đến với anh em sẽ live stream trực tiếp. Đấy, các bác nhìn thấy cái chạm nhúng của nó bằng vàng, mạ đồng. Nó nhịu bằng vàng các bác bắt bẻ. Đây là bên dương là đỏ, bên đen là âm. Dòng bát này là xương của nó, xương chảy đôi các bác lưu ý nhé. Màng của nó rất là khô và khôn. Màng lượng sóng xếp ly gân phải tầm dầu nó 3 gân. Đấy, đây là cặp bát. Thật sự là em nhìn cái cặp tép này của này quá đẹp luôn. Em nói luôn với các bác nhá. Các bác mua cái loại tép neo mà loại rẻ 1.3-1.4 triệu nhá. Sách dép cho loại 1.2 triệu này luôn. Đấy, tiếng của con này ra rất hay luôn. Vì nó là hàng xịn các bác. Các bác nhìn cái lắp của tép nó đã biết nó. Và sản phẩm của em thì em lên với combo LR như thế này thì em lên với cái bộ phân tần có mã là SD2001. SD2001 nó bảo vệ chép cực kỳ tốt. Các sản phẩm này nếu sản phẩm đánh công suất lớn, lớn quá nhá, tạo nước áp lớn quá thì nó sẽ cháy cái bóng này trước. Đấy. Các bác có thể mua bóng ở đâu thì cũng mua thì được. Còn đâu không mua được bóng thì anh em có thể đấu, nó là bóng cầu chì ạ. Các bác có thể đấu một sợi đồng trực tiếp từ sang bên này sang bên kia thì có thể nó vẫn đánh bình thường. Còn đâu nếu qua cái bóng này thì khi bị nó sẽ đứt cái cầu ở trong này, nó sẽ có một cái cầu ở này. Mua cái bóng này còn rẻ hơn mua một cái côn các bác. Đấy, thế nên là anh em sử dụng cái mạch chống cháy tép bộ cái bóng này của cái SD2001 này cho ra giải tiếng cực kỳ hay luôn. Nhà em dựng SD2001 rất là nhiều. Đấy. SD2001 thì ở bên cửa hàng cũng có review sản phẩm, đó là bát 30LR và tép LR. Đấy, cửa hàng em có giữ dòng 30, 40 và 50. Và sẽ có những mã nó khác nhau. Đấy, nhưng dòng LR này nó có đến 4-50 mẫu. Đấy, có 4-50 mẫu. Bát này là bát 30 ạ, 4-50 mẫu. Nhưng khi cửa hàng nhập về em sẽ tuyển các bác, em sẽ tuyển các cái mẫu nào mà cảm thấy hàng nó gấu, bích nó dày em sẽ nhập về rồi để cho anh em chơi. Ví dụ như dòng 40 nhà em có sẽ có phân khúc là từ 190-76 hoặc từ 220. Còn bát 50 thì em sẽ phải nhập là từ 220-100, chỉ nhập một loại thôi. Còn bát 30 thì em nhập từ 190-76 thôi. Để cho anh em làm sao ạ? Để cho anh em chơi côn 76 vừa nghe nhạc này, vừa hát hay này. Riêng cái bộ này của nó côn fit dây dẹt này ấy, thì nó chịu nhiệt rất tốt khi anh em đánh công suất lớn này. Đánh công suất lớn cái côn fit này nó chịu nhiệt rất tốt với cái dòng mà hàng chính hãng của công ty như này. Dòng chính hãng ở đây thì anh em có thể là so sánh được với các dòng BA Thái. Đấy. Và chất lượng của nó thì rất là đẹp và hay. Với các dòng mà ví dụ loa bắt tàu bây giờ có những dòng bình dân thì nó rơi vào tầm 1.4-1.2 triệu, nhà em cửa hàng em cũng có. Đấy, còn đâu em liên tục nói lưu mồm là chính hãng rồi cao cấp thì đó là sản phẩm mà em đang muốn nâng cao nó lên để cho các bác hiểu là cái dòng bát của em nó chất lượng đến đâu. Đấy, nhà em thì có rất là nhiều sản phẩm. Những mẫu sản phẩm nào mà nhà em đang làm ở cửa hàng 3 năm hoặc 4 năm nay rồi mà em vẫn duy trì mãi thì đó như là những sản phẩm cực kỳ rẻ và cực kỳ chất lượng. Đấy,
Tại sao ạ? Vì những mẫu này trên thị trường của nó cũng đang thịnh hành. Anh em cảm thấy chất âm tốt, anh em vẫn đang nắp loa. Và những mẫu mà có những mẫu em làm cái giá, nhập cái giá rất là rẻ, nhưng mà lại khách dùng lại vẫn thích. Thế mới là cái quan trọng các bạn. Chứ không phải là nhập cái mẫu rẻ về xong rồi các bác ném gá, ném gạch và là thôi tôi chỉ đến với ông Tùng Nguyễn có một lần thôi, tôi phải cút ngay. Loa bát chán quá. Thế nên là bên cửa hàng bán loa mấy năm ở trên kênh, thế nên là phải tạo được cái uy tín các bác ạ. Phải tạo được cái uy tín. Bây giờ mình bán loa mình không chạy quảng cáo đúng không ạ? Mình sẽ nhờ các bác quảng cáo, đó là cái phương thức uy tín. Chính khách hàng của mình sẽ chạy quảng cáo cho mình. Đấy, đấy là phương châm bán hàng của bên Loa Dời Tùng Nguyễn. Bán hàng uy tín, tự khách của mình sẽ giới thiệu anh em bạn bè cho mình, không cần phải chạy quảng cáo cho ai cả. Chạy quảng cáo nó chỉ câu được lượt xem thôi, chứ còn đâu không có ai mua luôn. Đấy, cái quan trọng là cái uy tín để anh em dẫn khách đến cửa hàng mới là điều quan trọng. Đấy. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn xin dừng video livestream ở đây. Hôm nay là buổi sáng, em chỉ livestream một lúc để em còn chuẩn bị là nghe đơn rồi đóng hàng. Đấy, các bác có nhu cầu đến sản phẩm của nhà em. Thứ nhất là vỏ thùng, thứ hai là bát, thứ ba là tép và thứ tư là phân tần. Đấy. Bát 2 năm mà chồng đánh tốt thì anh có thể là lấy các dòng như VM hoặc LG. 2 năm nhà em thì anh có thể vào Zalo thì em gửi mẫu cho anh nếu anh chưa biết mẫu. Đấy, và hôm nay Loa Dời Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Chúc các bác một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác.